Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản đang được phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Trước tiên, để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ và nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hyundai Kona là mẫu xe nằm trong phân khúc crossover hạng B ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2017. Hiện nay, Hyundai Thành Công đang phân phối Kona với tổng cộng là 3 phiên bản với mức giá dao động từ 636 tới 750 triệu đồng. Và ngay sau đây là tổng quan mức giá lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh thành. Kính mời các bạn tham gia và theo dõi. Hyundai Kona 2021 sở hữu kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.165mm x 1.800mm và x 1.565mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.600mm, khoảng sân gầm xe đạt 170mm. Mẫu xe crossover hạng B được đánh giá là nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Hyundai Kona cũng được sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới với tên gọi là điêu khắc dòng chảy. Tuy vậy, cái chất thể thao cá tính vẫn in đậm trên tổng quan thiết kế của xe. Phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt tạo hình thác nước cascading, họa tiết mắt xích đan sen nằm phía bên trong, cụm đèn định vị ban ngày DRL đi cùng đèn báo rẽ được dời lên trên, trong khi đó cụm đèn chiếu sáng chính lại được đặt ở phần phía bên dưới. Phong cách bố trí đèn chiếu sáng này khá giống với người đàn anh Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Về khả năng chiếu sáng, Hyundai Kona phiên bản 2.0 lít tiêu chuẩn sử dụng đèn pha cốt dạng halogen, hai phiên bản cao hơn sử dụng đèn LED. Cả 3 phiên bản đều có cảm biến đèn tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh. Điểm hấp dẫn nhất trên chiếc xe này nằm ở đường road line kéo dài từ đuôi xe định hình kiểu dáng thể thao. Cuối cùng là bộ la răng có kích thước lớn, bản tiêu chuẩn sử dụng kích thước 17 inch, hai bản cao hơn là 1.6 turbo và 2.0 lít đặc biệt, sử dụng la răng 5 chấu có kích thước 18 inch. Cả 3 phiên bản đều được trang bị gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ có sấy, tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, có cảm biến mở cửa ở bên lái. Hãng xe đến từ Hàn Quốc không quên đính thêm cho mẫu xe này hai thanh giá nóc để tăng tính thể thao. Xe có 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất: đen, trắng, đỏ, bạc, vàng cát và xanh dương. Cặp đèn hậu dạng LED tạo hình thanh mảnh ôm gọn hông xe. Đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi được đặt gọn trong tấm chắn bùn nối liền với vẻ cua lốp. Đèn phanh trên cao sử dụng dạng LED tăng nhận diện vào ban đêm, tích hợp đuôi gió sau thể thao. Giống như các dòng sản phẩm thế hệ mới của Hyundai, khoang lái của xe hướng đến người lái với giao diện gọn gàng, dễ làm quen và sử dụng. Phần táp lô của xe có thiết kế phương ngang tạo cảm giác rộng rãi, sử dụng tông màu đen chủ đạo ở trên tất cả các phiên bản. Vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa cứng hoặc nhựa giả da. Cột chữ A được bố trí gọn gàng tạo tầm nhìn thông thoáng cho người lái, cửa gió trung tâm bo tròn mềm mại. Các viên cửa gió và nút bấm đều được mạ bạc làm điểm nhấn. Hyundai Kona 2021 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da, cảm giác cầm chắc chắn, tích hợp các nút bấm như tăng giảm âm lượng, chỉnh chế độ đồng hồ, đàm thoại rảnh tay và ga tự động Cruise Control. Trong khi đó, cụm đồng hồ thông số kỹ thuật dạng analog truyền thống dễ dàng thao tác cho mọi lứa tuổi. Khu vực cần số được bố trí vừa tầm tay người lái, bệ tỉ tay ở hàng ghế đầu thích hợp để các đồ dùng cá nhân như điện thoại, sạc, ví, các góc để đồ bố trí rải rác xung quanh cabin và tappi cánh cửa. Xe được trang bị màn hình 8 inch kết nối với USB, AUX, Bluetooth, Apple CarPlay và có bản đồ vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam đi cùng với hệ thống âm thanh 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động có tốc độ làm mát nhanh, gương trong xe chống chói tự động ngày và đêm. Ngoài ra, phiên bản cao nhất của Hyundai Kona phiên bản 1.6 lít turbo có thêm cửa sổ trời cho hàng ghế trước, sạc không dây chuẩn quy và tính năng khử ion trong điều hòa. Ghế ngồi của các phiên bản Hyundai Kona 2021 sử dụng tông màu đen, phiên bản Kona 2.0 lít tiêu chuẩn bọc nỉ, các phiên bản còn lại sử dụng vật liệu da. Ở trên phiên bản tiêu chuẩn ghế lái được chỉnh cơ, hai phiên bản cao hơn sử dụng ghế chỉnh điện 10 hướng, giúp cho người dùng dễ dàng căn chỉnh vị trí phù hợp hơn. Hàng ghế thứ hai của Hyundai Kona 2021 đầy đủ 3 tựa đầu và bệ tì tay ở giữa, thể tích khoang hành lý của Kona là 361 lít. Người dùng có thể gập hàng ghế thứ hai để tăng thể tích khoang hành lý lên 1.143 lít. Hiện tại, Hyundai Kona 2021 vẫn có hai tùy chọn động cơ là 2.0 lít MPI hút khí tự nhiên sản sinh ra 149 mã lực tại 6.200 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 180 Nm ở tại vòng tua 4.500 vòng đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Động cơ Gamma 1.6 lít phun xăng trực tiếp sản sinh ra 177 mã lực tại 5.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 265 Nm tại 1.500 vòng tới 4.500 vòng trên phút
đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tất cả các phiên bản đều được sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước, hệ thống treo phía trước kiểu MacPherson, phía sau dạng thanh cân bằng. Xe được trang bị chức năng Drive Mode với 3 chế độ lái bao gồm Comfort Eco Sport, chế độ Comfort hướng tới sự nhẹ nhàng, thư thái khi di chuyển, chế độ Eco giúp người dùng tối ưu nhiên liệu, chế độ Sport tăng cảm giác lái phấn khích hơn. Trang bị an toàn là một điểm cộng lớn với Hyundai Kona 2021 khi cả 3 phiên bản đều có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống ổn định chống trượt thân xe, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hiển thị áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, hệ thống chống trộm và 6 túi khí an toàn. Phiên bản cao nhất 1.6 lít turbo sẽ được tích hợp thêm chức năng cảnh báo điểm mù bên trên gương chiếu hậu. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi chi tiết về chiếc xe Hyundai Kona 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại!